diện tích nó là phần âm, hydro nó trở lại phần dương. Rồi cộng các x và nối đôi thì là cái phần âm nó sẽ gắn vào carbon bậc cao hơn là phần phẩm chính. Carbon này nó với hai carbon khác, carbon này là carbon bậc 2, carbon này nó với ba carbon khác và carbon này là carbon bậc 3. Vậy cái phần âm nó sẽ gắn vào carbon bậc cao hơn là phần phẩm chính, vậy nó sẽ gắn vào carbon bậc 3. Vậy cái nối đôi, carbon nối đôi còn lại nó sẽ gắn hydro. CH thay hydro là CH2. Carbon bậc 3 gắn CH2. Cộng vào thì mất nối đôi. Mỗi bên như khoảng 2 nối đôi nó sẽ gắn thêm một phần nhỏ nữa. Thì bên này nó gắn H, bên này nó gắn CH là cộng vào thì mất nối đôi. À, cái phản ứng B nó cũng là phản ứng cộng cơ mang nghe vào C nối đôi O, C hấp cơ mang nghe E, C nối đôi O. Vậy là cái mang nghe là cái phần mang điện dương, phần đoan này là mang phần âm. Oxy là mang phần âm, phần đoan là mang phần dương. Thì khi cộng với lại cơ mang nghe thì cái phần cơ mang nghe này nó sẽ bị tách ra và cái phần còn lại là nó giữ nguyên. Cái đó mình sẽ vẽ là cái phần đó. Phần điện dương bên phần điện âm bên này nó sẽ gắn với lại phần dương phía bên này và gắn với lại CH cộng vào nối đôi CO thì mất nối đôi. CH này nó gắn với lại C, C này nó gắn với lại ba cái CH ba. Ô này là mang điện tích âm gắn với lại cái mang điện tích dương mà nó gắn với MGD là do đó cái mặt carbon này nó có thay đổi gắn, thay đổi số carbon thay đổi thì cái phần phản ứng nó cũng không thay đổi. Và cái phần nào không phản ứng người ta biết là cái phần nào.
Công thức của mình là COO nước 2 oxy, thì đây cô vẽ lại nó cũng là 2 oxy, chẳng qua là cũng công thức tốt nào thôi. OCO2 A. Ở đây là các nhân đối xứng và a kép đối xứng. B là 2. Vậy mỗi bên cộng con năng đối đôi nó sẽ gắn thêm một B vào nữa. Cộng vào thì mất nối đôi, mỗi bên nguyên tử cộng bon hai nối đôi chúng ta gắn thêm một nguyên tử bên ngoài nữa, cộng vào thì mất nối đôi. Ở đây cộng vào nối đôi x là nước và HO chắc ha, cộng vào nối đôi tuy nhiên ở đây là anh ke đối xứng, nó khác với lại cái anh ke
kem nước mũi là ăn kem bút đúng túng. Do đó mình cần xác định cái nào chính, cái nào phụ. Phần âm nó sẽ gắn vào carbon còn cao hơn một sản phẩm chính. Nhưng mà cái này cách nhân không đúng túng, nhưng mà cái này là ăn kem đúng túng. Do đó hydro và OH gắn ở carbon này cũng được như nhau. Carbon thì cái mặt ăn kem này đúng túng. Đối xứng thì hát gắn bên này, hát gắn bên này thì nó đều ra cùng một tổng cộng. Phản ứng này là phản ứng cơ mang nghe cộng vòng xe nó đôi ô. Thì cái mặt nó dài có nhắn thì không nhắn thì nó chỉ cảm ứng ở chỗ liên kết giữa carbon và mang nghe. Mang nghe mang phần dương, carbon mang phần âm. Cộng vào xe nó đôi ô, oxy mang phần âm. Vậy là phần âm bên này nối phần dương phía bên này. Vậy mình sẽ bỏ cái phần mang nghe ra, mình sẽ trả lại cái phần công suất phía bên này. NH chỗ này nó tách hydro ra ha, thì nó sẽ còn nitơ của cả SCH3 xuống dưới. Thì cái nitơ này mang phần âm, nó gắn với phần dương phía bên kia. Giữa clo và carbon thì clo nó sẽ mang phần âm, carbon nó sẽ mang phần dương. Clo có độ âm điện lớn hơn. Vậy nó sẽ nitơ này phần âm, nó sẽ gắn phần dương phía bên kia là nó gắn với CH. CH này nó sẽ gắn với lại hai cái CH3. Bên kia tắt H, bên này tắt CL. Và ở đằng sau nó còn một phân tử tắt CL. Thank you.
chứng bao gồm 3 phần đó đi. Gọi tên, xác định error và viết chương trình của mình. Bữa lớp thì nói là cũng là buổi sáng chiều quá rồi. Buổi sáng. Sáng vô cô nói sáng chiều vậy. Kịp thì quyết định buổi sáng thì buổi sáng thôi, thì cho bạn sáng. Buổi sáng thôi. Vì ta phải đầu điện gì? Cô nói có nhiều bạn đi làm. Buổi sáng thì đến chiều. Có lý sao là sáng giờ thôi luôn. Sáng là 8 giờ 15, rưỡi là đâu ra? Không, một là đầu giờ buổi sáng 8 giờ 15 là đầu giờ chiều 1 giờ 30. Lý do vì sao 1 giờ chiều? Phải có lý do, cô nói rồi, thời gian cô gửi cho mấy anh chị là 8 giờ 15. Khi nào có lý do nghe hợp lý thuốc buổi chiều cho mấy anh chị, còn không thì buổi sáng 8 giờ 15 nha. Học xong cái đó kiểm tra xong rồi còn học cái nào xong giải quyết cho xong. Nếu như cô nói là nếu như cái người nào bị tăng bận còn đi làm thì nói với cô là chỉ có buổi chiều, còn cái chuyện anh chỉ giải quyết chuyện cá nhân mình, đi trễ hay tới thì chuyện về chuyện của mình. Còn nhớ không đi làm thì mình kiểm tra buổi sáng cho tâm rồi. Nếu như bữa sau sáng thì nói chung là không kiểm tra được vào buổi sau, buổi cuối cùng cô sẽ cho kiểm tra bù, ví dụ như các chị một đi làm hay cái gì đó. Nhưng nhớ là quyết định kiểm tra buổi sáng thì kiểm tra đầu giờ buổi sáng, sáng chưa mười lăm. Chương 8 limit. Còn các phần đầu tiên là định nghĩa về lipid. Những cái phần dưới là một số loại lipid, giới thiệu cấu trúc một số loại lipid. Đây là có nói về axit béo, glycogen, triglycerol, glycerolipid, lipolipid và lipolipid. Các phần steroid này ở bài này cô không nói vì nó còn ở chương 12 các hợp chất tự nhiên có đẹp ben, có steroid, có lavonoid, có alkaloid, đến đó mình sẽ nói về steroid luôn. Đầu tiên khái niệm về lipid. Lipid đó là chất hữu cơ mình thấy trong động vật và thực vật thôi, và lipid đó là cái chất không tan trong nước, chỉ tan trong vi mô hữu cơ. Lipid thì phần lớn cấu trúc của nó chỉ có